Rồi như lần lần trước á, thì mình đã làm xong cái phần brick với wire analog rồi. Giờ chỉ còn một cái vấn đề duy nhất của chúng ta còn lại, đó là xử lý cái tia đi. Con mình là đây đây mã này đúng ACDC rồi này và sân là này 31 hả? Và sao vẫn còn dòng này được ta? Rồi ok, mình có một cặp AI chứ. AI là 2. AI 4 kênh. Xong thế đây ta. AI 12 bit 2314 HD32. Mình đang chọn đọc dòng và xuất dòng đúng không? Hay đọc dòng mình đọc dòng xuất cái không kinh mổ ha. Đó, không đọc dòng 020 24 20 4 20 rồi 4 20 rồi chỉ có hai kênh vào thôi, ở cái kia không xài. App xuất app tám mươi rồi ok. Quên mất hai địa chỉ này, 96 và 98.
ở 96 98 nha. Rồi vào ổ RAM. Thư viện tổ chức của mình. Nhiệt độ đọc vào là bao nhiêu, kênh nào là nhiệt độ, kênh không nhiệt độ hay kênh một nhiệt độ, kênh một đúng không? Với kênh này cái giá trị độ ẩm này nó trả về tín hiệu như thế nào? Bit là 420 rồi cái mức của nó không có 100 đúng không? Okay. Không cần chăm sóc gì. Lấy ra mình đọc bình thường như vậy đây. Rồi giờ với cái tới xử lý của mình ha, PD thì sẽ được gọi trong cái khối OB ngắn chu kỳ. Tập lệnh nằm trong trajectory PD. Rồi, compact tên là PD nhiệt chẳng hạn. Rồi thì cái giá trị mình với vào config mình fix ha, vào giá trị config của phần window thì có thể là có hai chỗ này, khi tạo ra đây nó tạo ra cái phần chỗ technology ở đây object và mình với bắt đầu mình fix. Rồi đầu vào tín hiệu của mình là tính theo nhiệt độ độ C. Rồi input của mình là tính theo tự đặt ha. Output là xuất ra là điều khiển cái trực tiếp là theo tín hiệu output luôn. Tự keo lại. Cái per đây là đặt địa chỉ trực tiếp vào, con này tự keo lại ha. Còn chân này xuất ra theo phần trăm hay gì xong theo tỷ lệ phần trăm, còn chân ở dưới là xuất ra theo là gọi là trigger on off tốc độ cao đó, thì cái của mình chính là xung PWM này. Còn nếu mình xuất ra muốn xuất ra cái quy trực tiếp thì gắn cái quy vào đây đấy, tùy mình thích làm cái nào cũng được. Có người ta gắn trực tiếp vào như vậy luôn, người ta khỏi cần mất công biết keo. Còn có người không thích vừa muốn hiển thị thì lấy trong trận output này rồi để họ scale lên cái hệ thống của mình, thì mình cứ làm theo keo vậy đấy.
Rồi. Ok, thôi kệ nó, cái giá trị này tính theo phần trăm thôi. Scale này, table rồi, nó ra tính theo phần trăm thôi. PAD, chọn chế độ là PAD. Ha. Rồi. Cái chân xếp vô này mình sẽ đặt một cái là MD8 chẳng hạn. Rồi, còn cái chân input này chính là cái chân hồi nãy của mình MD, mình đo, đo nhiệt độ trở về để mình điều khiển PID đúng không, hay là đo độ ẩm trở về điều khiển PID. Do nhiệt độ của mình là MD, MD4 này chính là nhiệt độ, còn chân dưới mình bỏ mình không xài. Rồi, còn chân output là cái chân hồi nãy mình nói này để mình đưa ra hàm scale á, thì mình là chân ví dụ ở đây MD12 đi. Analog này. Đó. Rồi. Còn mấy cái này thì mình lấy cái status của nó để báo lỗi thôi. PID ở dưới nhiệt chấm start. PID ở dưới nhiệt chấm error. Rồi vậy thôi. Trong OV này thì mình xuất ra này. Còn rồi. Đó. Keo trước, normal sau. Để chính xác lấy cái hàm nhân của nó thôi. À, nhớ mấy cái này mình nhớ. Đúng thời gian. Cái này trả về tỷ lệ toàn, tỷ lệ 0,1. Ok, đúng đó rồi. Thì cái thằng của mình chính là MD12. Đó. MD12 giá trị đọc vào là từ 0.0. Value nhân cho này vậy nó làm sao mới đúng. Normal trả về từ 0 đến 1. Sorry. Rồi cái này ra một cái là MD16, MD16, MD16 view. MD16 nó bị lỗi nhầm cái chỗ này, network chuyển thành view. Tức là kiểu dữ liệu nó phải đồng bộ vậy thôi. Ở đây thì mình đặt ra là temp, giá trị lưu tạm thời. Giá trị lưu tạm này tính theo cái tỷ lệ này là 0. Value sang integer 27648 để mình xuất ra đây. Còn cái này chính là PQ buộc. Cao sang cái biến tần chẳng hạn. Vector
Rồi, vậy thôi. Với cái PD thì thông số của nó chỉ cần là mình đọc vào này, mình đọc vào và mình lấy giá trị mình xuất ra. Đó, là nó giống y chang như cái tuần trước mình làm, không khác gì hết. Chỉ có thêm cái khối hàm OB35 là gọi cái thằng PD này ra và điều khiển nó thôi. Compile để check lỗi trước khi tiếp tục. Ok. Compile on xem nó có vấn đề gì về tổng thể chương trình mình biết không. Ok, không sao cả. Khi nào mà wormlink nó có 100 cái wormlink cũng không không đáng ngại, chỉ khi nào nó có error thôi. Rồi giờ việc còn lại là mình sẽ download cái chương trình này xuống phần biểu trình. Được chưa? Rồi. Cái này mình sẽ load chương trình xuống ha. Này. Start show. Ok. Lưu ý nghe nha, mọi người mà đặt bắt buộc nó là mọi người không có play được nó đâu. Tức là mọi người đặt bắt buộc mà mọi người muốn lấy thì mọi người phải có bắt buộc truy cập. Còn nhiều mọi người không có mà mọi người phải mua một cái thẻ nhớ để xóa cái bắt buộc đấy đi. Rồi, giờ đây. Online mình kiểm tra cái chương trình này nó hoạt động như thế nào. Giá trị mình đọc về hiện nay đang là 118. C để coi xem mình có cái nhầm chỗ nào không. Rồi, mọi người đấu sai còn cả biết. Sao mát chưa? Sao mát chưa? Mọi người gắn vào đâu phải? Lúc này là sau rồi chị trả về đây chắc chắn cho chị học sai phần của bạn là đúng rồi của mình luôn. Nếu chị mà khi nó trả về con số này chắc chắn 100% phần của mình thì cũng sai. Mọi người đã tra cái phần thiết bị để đo dòng thì mình đọc mình kết nối làm sao chưa? Phải coi chứ. Mọi người kết nối vào hệ thống, mọi người phải coi xem mà kết nối làm sao chứ. Mình không nhớ đâu, cái này mình phải coi menu trong menu nó sẽ hướng dẫn đấu làm sao.
không ai nhớ được được tất cả đâu. RTD Endo đây. Vào đây sọt đây. SM đây này, đâu nó bị, ở đây đâu nó bị sai này, trả lời con số nó khác này. Thôi còn điên không, tắt rồi, bật lại đi, lại để xem là mình kiểm tra nó bị gì. À. Cái câu này break from there. Đấu là đấu sai chắc chắn rồi đó. Không phải là đấu, không phải cứ đấu dòng là 2 giây là cắm nào thì vậy là xong, không phải. Cái này là nó không có cái bóng pháp sao. Hai cái dây các bạn, hai cái nguồn của nó đâu, nó ra bốn dây nhưng mà phải có hai cái nguồn chứ, giờ mình đấu vào cái gì đâu. Bật nguồn chưa? Chưa mà. Cái firmware mới sau này anh mua á thì anh sẽ xài được giả lập luôn, anh không phải chờ là có được thật. V13 SP1 cộng anh có thể nhận được đó, đây cái chính xác đó, độ ẩm khá cao, đúng rồi, ở trong phòng máy lạnh mà 27 độ C. Bảy là đúng rồi, nó đâu tới được cái kia đâu, thằng đâu ra mà cao. À, giờ mình đào cái HDMI đi. Xịt bàn nào. Đây nhỏ quá. Đây là color PM.
với màn hình dòng cơ, dòng màn hình cơ bản này nó ít tính năng lắm. Đùa chút cho vui được, tính năng của nó quá ít. Cái này có màu mà. Màu mình cho màu xanh. Quên cái chữ này không được chữ. Đâu sao đâu, thì anh chỉnh lại thôi. Cái dòng basic thì nó giống nhau hết. Hôm nay không đánh được tiếng Việt ha, không giờ tham với vô mong thì được. Muốn đánh được tiếng Việt thì phải cái ngôn ngữ của nó và bên tham setting phải cài đặt cái phông của nó mới được. Phông nó có hỗ trợ không, chứ còn giờ mình đánh tiếng Việt nhưng mà phông không hỗ trợ thì không được. Đây chọn lại phông là tham với vô mong kích thước chuẩn 12 đi cho nó lớn. Tức là xuất hóa ra theo phần trăm đó. Mình thuyết điện áp thì mình phải kêu ạ. Rồi rồi thêm giờ còn anh sắp vôn nữa này, xài đóng rồi này, xài đóng rồi này, nhiệm vụ của nó xong rồi đóng rồi này. Giá trị cài đặt độ ẩm nó về giá trị cài đặt khác. Rồi giờ thì vẫn tham bây giờ chọn lại giá trị các đây độ ẩm nó đọc về là value 1 này. Cái này là value 2 đúng rồi. Giá trị là real
Đúng rồi. Ủa sao nó lỗi ra? Footprint không phải cái màn hình footprint của nó đâu. Rồi sao chuyển ra? Rồi check con PC lại. Hả? Chưa chưa gì? Không không, đâu chạy sao nó chạy runtime đâu, liên quan gì tới nó? Rotate. Cái này là đang làm trên đây thì đâu liên quan gì tới cái đó đâu. Còn chân sao nó bị lỗi từ cái, tại vì cái firmware mới á, cái dòng mà từ V4 nó lên á, nó có một cái chân phải kích hoạt cái chế độ đó lên. Đây quên hai cái chữ link với nhau này. Không sao cả, runtime thì nó không liên quan gì ở dưới á. Không chả. Fail cái thao là ok rồi. Combine. Ok, not ok. Đây đây đây, kết nối sao chưa có cái connection. Cái này nó trở lại cái thằng WinCC Flexible rất là nhiều. Bỏ đi đi trong màn hình này hết trơn. Đây cái thằng thumbnail
Do đôi khi nó làm nó bị lỗi rồi mấy nó làm lại cái nào nó được. Sapo quên mất cái này chưa có cài cái phần runtime cho nó nên nó chưa có được, phải cài một cái phần runtime phần mềm. Nếu mà chạy trên máy tính mình phải config một số bước nữa thì mình mới runtime được. Còn giờ thì cái này gần giờ cái này giờ mình chỉ cần chạy trên đây để coi cái tín hiệu thôi, rồi sau đó mình gửi gắn cái đấy vào không sao cả. Vậy mình tạo ra một cái bảng waveform table. Thì mình sẽ có các cái điểm ở đây, mình sẽ có các cái điểm là MD0, MD4 và MD8, MD12 ha. MD0, MD4, MD8 và MD12 ha. Để chúng ta có thể coi được. Và cái stem nữa, MD16 để cho ra cái stem xem giá trị nó đi từ con số nào. Rồi giá trị hiện nay set pole đang không, mình đặt này thì tất nhiên nó không có gõ ra, nó không có out analog ra cho mình. Giờ mình đặt mà khoảng set pole là khoảng 30 đi, 35 đi, chấm 0 trigger. Thì cái này là khi mình thay đổi xong á vẫn chưa đúng không? Thay đổi xong vẫn chưa gõ ra thì mình sẽ vào cái phần commissioning kiểm tra lại xem có đúng chưa. Thì nó sẽ ra cái bảng scale để mình tùy chỉnh cái trạng thái. Quay data. Cái nó chậm ta. General đi. Chậm nhé. Đang có này, đang hoạt động rồi này. Sao cái bộ này chưa có? Đây. Ăn mất cái thanh này. Giám sát ha. Giám sát. Bắt đầu mình cho chạy returning trước.
Aerox Project Ignosable Starfire Tunnel, tức là cái giá trị mình cài đặt nó đã gần với cái giá trị đây này. Trên đây là khi nó có hai chế độ, mọi người phải hiểu là Returnal, tức Returnal nó sẽ tunnel, nó fire tunnel, nó tìm tới những giá trị gần gần đấy rồi, gần chạy tới đấy thì nó sẽ không chạy Returnal nữa mà nó sẽ chạy fire tunnel. Thì khi nó chạy xong nó sẽ tinh chỉnh lại để cho cái hệ số KI, KP, KD mình hoạt động. Thì nó dò xem liên tục, nếu không có thì nó mới xuất ngõ ra điều khiển. Để mọi người nhìn cái đường. Phòng lớn ra. Phòng lớn này. Thì cái đường của mình hiện nay á là nó đang là đang dò cái thông số này đang dò. Rồi, đây. Đó, cái này sản xuất ra cái này thì em nhìn lên nó nhỏ quá, thấy được cái vấn đề phóng lớn cái đường này. Đó, nó xúc cuộn dây nào rồi. Shuffle mất rồi, kích lại shuffle một cái. Kích một cái.
nó đang chạy. Đừng 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 khó, bỏ ra cho nó chạy. Rồi vì cái bộ số của mình á, mình xài á là mình để cho nó tự động nó đặt đây này. Đây cái bộ số mình tự đặt, đây của nó tự đặt này ha. Ví dụ như mình auto tân ninh như vậy rồi á, mình sẽ có được thông số mình với upload cái này xuống upload xuống VC. Upload vào VC mình sẽ có được cái bộ số thực sự. Thời gian nó cộng rất là nhanh nên mọi người nhìn thấy nó chạy như không chạy. Nói về tham số ở đây là nó có các cái chế độ chạy. Con này nó có chế độ, các cái chế độ chạy về PID, mình phải nắm được chế độ chạy PID nó có các chế độ nào. Và mà enter set phải set modify cái giá trị này first mod 0 sau đó tới mod 3. Ví dụ như là mình mod 0 mình không cho cái chế độ hoạt động, mình chạy tới chế độ là free tunnel, fire tunnel và để auto mod. Auto mod là tự động nó sẽ chuyển này, thì mình sẽ mua một cái số 3 này, viết thêm một cái đoạn code nữa. Thông thường là viết vậy, mình thêm một cái đoạn code rất nhỏ, mua 3 đưa vào cái thanh ghi là address emod. Address emod thì nó sẽ nằm ở PID này, nhiệt này chấm rồi cái nhiệt đây này cho dễ, PID nhiệt này, red này, emod này, đó thì mình đọc vào lúc nào nó cũng chạy với chế độ auto á, còn kia là mình dùng hand mình kích hoạt được lắm. Với cái này thì nó chạy auto, nó dò hệ số cho chúng ta luôn. Cái con 1002 nó hơn con nó có những đặc điểm hơn cái dòng 200 loại nhỏ, 300 loại nhỏ ở chỗ đó. Như giờ mình
thay đổi nhiệt độ. À, cái này mình thay đổi nhiệt độ xuống còn 30 đi. Thì giá trị nó sẽ giảm từ 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 từ, sai số này nó sẽ giảm từ từ đó, nó sẽ đúng như vậy. Còn kia nó thay đổi rất là nhanh, mọi người không nhìn được đâu, giảm rất là đúng theo cái này. Như bây giờ mình tăng lên 40 đi, bây giờ tăng xuống còn là khoảng 5 đi, 5 độ chẳng hạn, tăng rất nhanh, tại vì cái khoảng cách của mình á, cái dạng sai số rất là lớn nên nó tăng rất là nhanh, giảm dần từ từ, tại vì hiện nay là điện áp đã vượt quá rồi nên nó sẽ giảm từ từ. Và cái đường đồ thị của mình chạy á, scale lại, mình chọn chế độ này đó, mình coi cái dạng cái đồ thị nó đi. Đường này trên đường Sepol mình nó đi như vậy. Còn giờ ví dụ như mình tăng cái này, hôm nay mình không cho cái nó tự động nó file tunnel, là nó dò cái hiệu chỉnh cái hệ số cho mình. Sau khi dò được thì anh nhấp vào anh update cái này một cái nha, là xong. Tức là ban đầu chạy xong rồi update cái thông số này nên nó sẽ lưu lại cái hệ số PID đó. Rồi sau đó là việc còn lại là mình viết thêm một cái đoạn code duy nhất ở trong đây, trong như cái này á, là thêm cái mod 3 vào. Giờ anh tăng lên là 60 độ đi, nó không phải tăng cái ào đó, cái đường nhiệt độ của chúng ta phải đặt vào cái cực của khoảng nó tăng chữ ào, tại vì mình khi đó cái biến tần nó sẽ chạy từ còn cái máy nó chạy đó là gì chạy phát lên trong để nó nhanh thì ta mới dò cái số này. Còn này là sau khi nó tương đương xong rồi nó sẽ dò, chỉ cần một cái đoạn có rất là nhiều khác nhau từ đó. Anh nào thích xài cái gì, còn để auto tương đương là tương đương nó sẽ tinh chỉnh lại theo từng giai đoạn, từ giai đoạn nào đó. Sau đoạn này là tương đương, giai đoạn tiếp theo là sẽ là file tương đương. Nó có các trạng thái bao giờ đó nhìn anh thi này. Giai đoạn này là không làm gì hết. Giai đoạn tiếp theo đây là giai đoạn tiếp theo, nó gọi là returning. Nó sẽ làm sao nó tìm ra cái hệ số đấy là tốt nhưng mà chưa phải tốt nhất, tức là vẫn còn một khoảng cách nhưng mà vừa phải. Ví dụ đây, từ đây cái set mode của mình là nằm đây, thì anh return nó anh chạy từ đây thôi, anh chạy được từ đó thôi, em chạy được hơn nữa. Thì giai đoạn tiếp theo, cái giai đoạn này là anh không thể chạy được thì toi cần đây này là mình rồi sau file thôi. Cái hệ số đây, cái mà mình chạy bằng cái này là tốt nhất, thì sau này tự nó sẽ tinh chỉnh cái hệ thống. Thì với một cái đoạn code ở trên đây là auto thôi đó, thì thêm một đoạn code duy nhất, đưa mod 3 vào chế độ auto, sau khi dò xong từ đó mình sẽ chạy. Mình dùng cái chế độ auto tân minh ban đầu để làm gì, để mình tìm ra hệ số KI, KP, KD.
Sau khi tìm ra rồi thì mình mới nạp cái thông số đấy vào bằng cách là chạy như hồi nãy ở đây. Rất đơn giản, sau khi mình chạy xong phải không? Mọi người mới thấy là hồi nãy tại sao mình chạy. Đầu tiên mình chạy Pythoning không? Pythoning nhưng mà đâu có chạy, đâu cho chạy đâu. Hôm nay nó báo cái gì? Cảnh báo này. Cái giá trị nó quá gần rồi. Pythoning không được nữa. Pythoning là để tăng nhanh cái khoảng cách đó. Thì nó tăng được nữa nên nó phải chuyển qua cái chế độ thứ hai là Retuning. Retuning. Còn trong giai đoạn Retuning này á thì mình với chạy nó rồi mình không làm được gì hết trơn á. Mình mới làm gì? Mình mới cho nó để mà auto nó chạy được tới đây rồi. Tự hệ thống chạy. Sau khi dò ra hệ thống rồi mình chỉ làm một thủ thuật duy nhất là upload PD parameter. Rồi. Upload PD parameter lại xong. Ok. Sell lại. Thực ra mình sell để mình làm thủ thuật vậy thôi. Mình upload xong nó sẽ lưu trữ online vào trong cái con PC đấy. Đó. Còn việc tiếp theo mình chỉ cần viết trong cái OB ngắt chu kỳ là một cái loại code là MUBA vào trong cái chế độ là các chế độ thuộc về PD. Đấy. Muốn biết thì thực ra mình phải đọc hết cái thanh ghi này. Nó có các chế độ này. Không thì đăng ký Retuning, Fightening, Auto Mode, Menu Mode. Chế độ của mình là đang để chế độ là Auto Mode để cho hệ thống PD tự chạy. Với cái giá trị Fightening mình đã tìm được rồi. Anh biết nếu mà anh để tinh chỉnh một cái PD này anh mất một tuần. Bình thường một tuần. Một tuần anh cũng khá lắm rồi. Ok khá. Nhưng mà với cái hỗ trợ của cái chế độ mà Fightening và cái phần mềm hỗ trợ sẵn của Siemens trong cái này này, anh phải mất một ngày cứ lại không. Anh chỉ mất một ngày anh dò thật sự được đẹp không. Cái khác nhau của những người làm đó là không phải anh nào dò ra mà anh nào dò ra nhanh hơn. Tại vì trước sau gì cái đường hệ thống khi anh dịp vào đây á, anh coi những cái trạng thái ha. Đây anh dựa vào, làm sao anh dựa vào cái đường đồ thị đây này. Làm sao anh dựa vào cái đường đồ thị, cái đường input với cái đường set pole đó. Làm sao anh dựa vào cái đường này. Nó chạy thật thì khi đó anh bắn anh ra liền mà. Làm sao anh dựa vào cái đường này để anh dò. Đó là kỹ năng của một người. Nhưng mà cái mà hỗ trợ đó là F7.2 nó hỗ trợ sẵn cho anh một cái chế độ rất là hay. Cực kỳ hay. 300 cũng có. 300 mà mùi dò tay là dò chết luôn. Nó có thủ thuật dò hết. Dò cái này là dò thường. Dò thường là dò chết luôn. Dò thường là không phải dùng này không. Dò thường không phải dùng cái này đâu. Tức là anh phải lấy các hệ số là GAI, đúng không? GAI, GAI, cái y, cái b, cái d, rồi anh nạp vào dĩ dàng theo là anh nạp thu thông số đấy vào. Nhưng mà dùng cái này thì không có.